À, ông nội về. Ông nội về. Ông nội. Ừ. Ha, ông nội. Ẵm con đi ông nội. Rồi. Quá. Ê. Đặng quá ta. Ông nội có mua bánh cho con không? Chút chiều ông nội mua. Con nữa nha. Rồi, ông nội ẵm luôn cho. Đây. Rồi, ông cháu mình vô. Ông nội, hôm nay cô ăn được 2 chén cơm luôn á ông nội. Chà, giỏi dữ vậy hả? Đi về có mệt không? Ừ, ai cũng giỏi hết. Dạ thưa ba mới về. Ừ. Trời ơi, tụi con hư lắm nha. Ông mới về mệt, không chạy đi lấy nước cho ông uống, mà còn đi theo nhõng nhẽo nữa. Có muốn đánh đòn không hả? Nè, con đừng có la tụi nhỏ nó sợ. Sợ? Trời ơi, có ba ở đây nó đâu có sợ con đâu. Ừ, ba. Má. Bây giờ con tin má chưa? Ổng chiều riết á, rồi hả? Tụi nhỏ hư hết từ cháu nội cho tới cháu ngoại à. Ê, nè, tụi con làm cái gì mà để bà nội nói tụi con hư là do ông nội? Ừ? Hồi nãy con cắt cái quần của bà nội. Hả? Trời đất. Sao con cắt cái quần của bà nội làm gì vậy? Tại cái quần của bà nội dài quá à. Con mặc không có vừa. Còn con nữa. Ừ? Con lấy cái mùng của má làm cái lưới bắt con tép dưới vũng. À, thiệt hả? Ông còn cười được nữa hả? Tôi thiệt là không ngờ cháu của tôi nó thông minh quá đổi luôn đó. Nè, nhưng mà lần sau tụi con đừng có làm như vậy nữa nghe chưa? Nếu muốn kéo cá thì ông sẽ đi mua nguyên một cái lưới mới. Còn con, quần áo của con á, con có mau lớn, nhổ dò quần áo con bị cục á thì nói ông nội mua cho bộ mới. Ừ. Thì ông nội. Thiệt chứ. Thôi, bây giờ tụi con tới xin lỗi bà nội với má đi. Ừ. Sao vậy? Ừ? Dạ con sợ bà nội đánh. À, không có sao đâu. Ha, có ông mình rồi, bà nội không có đánh đâu. Ngoan đi, hả? Ừ. Ừ. Dạ, tụi con xin lỗi bà nội. Ừ. Dạ, tụi con xin lỗi má. Ngoan lắm. Dạ, từ nay con không dám làm vậy nữa. Ừ. Thôi, đi ra đằng sau, rửa mặt rồi rửa tay chân đi, rồi vô ăn cơm. Dạ. Mai mốt á, mà còn tái phạm nữa nha, là mỗi đứa bị đánh 3 rồi, biết không? Dạ. Thôi, được rồi. Tụi nhỏ đã biết lỗi rồi. Bà coi cười cái cho tụi nhỏ hết sợ đi. Ông nội ơi, ông nội nói với bà nội là ông nội thương bà nội á, là bà nội cười liền à. Bà nội thương ông nội lắm á. Tụi con nói cái gì vậy? Thiệt mà, hồi chưa con thấy bà nội ngồi giọng nói với má con vậy á. Vậy à? Bà nội nói gì vậy? Nói cho ông nội nghe đi. Tụi con không được nói bậy nghe chưa? Nói cho ông nghe, bà nội nói sao vậy? Ừ? Dạ, bà nội nói thương ông nội lắm. Mỗi khi mà ông nội đi xuống ruộng lâu, ông nội biết không, bà nội nhớ ông, bà nội không ăn cơm luôn. Con nít nó không biết nói dối đâu. Nhớ tôi dữ vậy sao bà không nói? Ai mà thèm nhớ ông. Còn mấy đứa, có vô ăn cơm không? Hay là nịnh ông rồi nhịn đói luôn? Dạ ăn nữa bà nội. Bà nội cho con ăn cơm với. Coi, nhìn cái tướng y như con gái 18 vậy. Trời, anh làm em hết hồn hả? Em nhìn gì mà vui dữ vậy? Em á, thiệt là ngưỡng mộ ba má quá đi. Ba má lớn tuổi rồi mà tình cảm còn hơn là vợ chồng mình nữa. Chưa chắc à cha. Em chờ đi, chừng anh bằng tuổi ba á, anh cho em thấy anh thương em còn hơn ba thương má nữa đó. Anh nói là anh phải nhớ đó nha. Nhớ chứ sao không, em không tin hả? Anh làm liền cho em coi nè. Dạ thưa ba má, bà nội nói ba má xuống ăn cơm. Được rồi, ba má xuống liền. Dạ. Anh này kỳ quá à.